Này là chuẩn cá lộn xộn ở ngoài quê gửi vào nha cả nhà. Cá là cá bơn chảy vảnh này, ngoài quê gọi là cái con cá bơn chảy vảnh này. Còn đây là cái con cá gì đây này? Này là những con cá lộn xộn ở quê gửi vào nha. Con cá này cá gì mà không biết tên luôn. Đây đây là những con cá lộn, đây là gọi là cá lộn xộn đấy. Nó tóm lại ở quê em cái hồi đó là gọi là cá heo đó cả nhà, vì cá lộn xộn đấy. Và đây là con cá lưỡi lưỡi trâu nha, cá lưỡi trâu kho khô, trời ơi rim rim nước mắm ngon lắm cả nhà ơi, ăn nhất thích nó bỏ ớt nhiều nhiều vô. Ăn bỏ ít cái củ hành tím này cho nó đỡ, cho nó khử bớt mùi tanh nha. Và đây đây đấy, trời ơi đồng mấy con cá ngon quá, trời ơi đúng yếu à. Cay cay ngọt ngọt mặn mặn ngon quá, đúng ý đúng ý đúng ý, hài lòng. Quá ngon rồi nhà, ngon xuất sắc luôn nha. Cá này ở quê em người ta đi đi kéo ruốc lên á, người ta đi đánh ruốc lên rồi nó dính ở trong con ruốc á, lúc phơi người ta là người ta lượm ra đây đó, bà chị bà lượm nha. Cá này mà từ ở ngoài Bắc gửi vô trong Nam đây cả nhà nè, không chất bảo quản nha, an toàn nha, 100% nha. Cá đánh lưới lên cái là lặt lặt vô luôn nha, không chất bảo quản nha, quá ngon quá xuất sắc luôn đó. Để cho cho riu riu thấm ăn cơm ngon cả nhà.